Xin chào các bạn nhìn đây thì các bạn có biết là cái mẫu xe gì không ạ? Vâng, thưa các bạn thì tôi cũng không vòng vo nữa, tôi sẽ nói luôn, đây là chiếc Ford Ranger Raptor hoàn toàn mới. Đây là cái mẫu siêu bán tải được Ford Việt Nam giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2018 và nay là 2019. Hiện tại là chúng tôi đã có xe để giao tới quý khách hàng rồi. Thì tôi cũng thường nhận được những cái câu hỏi như là Ford Ranger Raptor ấy, thì là có giá bao nhiêu? Raptor thì có những màu gì? Vâng, để trả lời những câu hỏi này thì tôi cũng chia sẻ với các bạn, hiện tại là cái Ford Ranger Raptor thì có giá là 1 tỷ 198 triệu. 1 tỷ 198 triệu các bạn nhé. Ngoài ra thì Ranger Raptor này chúng tôi có tất cả là có 4 màu, 5 màu. Ngoài màu xanh này ra chúng tôi có màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu xám. Vâng, có rất là nhiều màu, 5 màu để các bạn có thể lựa chọn. Trước tiên là tôi sẽ quay cho các bạn xem về một vòng quanh về ngoại thất của dòng này, một mẫu siêu bán tải để các bạn xem.